Hello, lời đầu tiên Rachel xin được gửi lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe đến tới tất cả các cô chú, anh chị và các bạn trở lại với kênh YouTube của Rachel Green. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Nhiều Tin Hay Quá hôm nay cùng với Rachel thì Rachel sẽ gửi đến cho quý vị những bản tin như sau. Bản tin đầu tiên thì Rachel muốn cập nhật cho quý vị về cái con số của Covid-19 hiện nay nó đang nằm ở đâu. Và cái thứ hai nữa là chúng ta bắt đầu bước vào cái mùa flu seasons. Rachel sẽ chia sẻ và cập nhật với quý vị là chúng ta có nên chích flu hay không và lúc nào là cái lúc tốt nhất để mà chúng ta đi chích flu vaccine. Và một cái bản tin khác nữa, không có liên quan lắm nhưng Rachel thấy nó hơi lạ một tí xíu mà Rachel muốn chia sẻ cho quý vị, đó là có 8 người đã không chịu đeo mask theo luật và đã bị chính phủ phạt là phải đi đào mộ cho những người mà đã tử vong vì cái dịch Covid này. Quý vị hãy đoán coi cái đó là ở nước nào nha. Bản tin kế tiếp là Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã chính thức công bố sẽ cấm người dân không cho tải TikTok và cũng như WeChat sẽ bắt đầu vào ngày Chủ nhật này. Và dĩ nhiên phần cuối cùng chúng ta sẽ cập nhật về cái gói hỗ trợ xem nó đã tiến triển đi đến đâu rồi. Trước tiên thì Rachel xin được cập nhật với quý vị những con số liên quan đến Covid hiện bây giờ nó đã đi đến đâu. Và kính thưa quý vị, những con số này là con số được cập nhật của ngày hôm nay đến từ Johns Hopkins University. Hiện bây giờ trên thế giới cái ca nhiễm là 30.221.000 và cái ca tử vong là 946.000 và ca được đã hồi phục lại là 20.568.000, cho nên là cái số mà được hồi phục lại cũng rất là cao, cho nên cái đó là một cái tin vui. Và ở nước Mỹ mình hiện bây giờ ca nhiễm đã là 6.681.000 và ca tử vong là trên 197.000, nhưng cái con số được phục hồi lại đó là 2.540.000 người đã được phục hồi. Cái con số này cho chúng ta thấy rằng là yes, cái ca nhiễm của Covid thì nó cũng nhiều đấy, rất là nhiều, nhưng mà cái ca phục hồi cũng rất là cao, cho nên là hy vọng rằng vaccine sẽ ra sớm thì sẽ làm cho cuộc sống người dân sẽ được trở lại bình thường và nền kinh tế được trở lại bình thường. Như quý vị biết rồi, chúng ta bắt đầu vào mùa lạnh, thì cái mùa này bắt đầu đến là cái mùa flu season. Trong cái thời gian này đó, Richard tin chắc rằng sẽ có một số người suy nghĩ là ồ, tôi không biết là có nên đi chích vaccine hay không. Richard hiểu được cái điều đó là tại vì chính bản thân của mình ngày xưa cũng đã từng có những cái câu hỏi như vậy trước khi mà mình quyết định là mình có chích flu hay không. Tại vì Rachel lớn lên ở một gia đình là không có chích flu từ xưa nay, ba mẹ không có cho mình chích mà hình như ba mẹ cũng không có chích nữa. Thế thì khi mà mình lớn lên tự mình làm chủ một cái gia đình của mình rồi thì mình mới suy nghĩ đến là ồ, tôi có nên chích vaccine hay không. Nhưng mà anyway, để trả lời câu hỏi đó thì Rachel đã quyết định là mình chích vaccine. Ngày xưa đó thì mình nghe nói rằng ồ, nếu như mà mình chích vaccine thì sau này mình phải mỗi năm mình chích như vậy thì nó không có tốt cho cơ thể. Cái đó là một điều mà mình nghe. Rồi sau này mình tìm hiểu và mình nói chuyện thêm với bác sĩ đó thì đa số người ta khuyên là mình nên chích là tại vì để nó phòng ngừa mình không có bị dính cái con dịch flu này, giống như là Covid vậy. Thí dụ có vaccine ra thì quý vị có muốn chích vaccine hay không? Thì đối với Rachel là Rachel muốn đó. Cho nên là bản tin này thì Rachel chia sẻ cho những ai mà muốn chích vaccine nha. Thì cái câu hỏi là lúc nào là cái lúc tốt nhất để mà mình chích vaccine? Thì theo như nhiều những người chuyên viên về sức khỏe thì người ta chia sẻ rằng cái thời gian tốt nhất để mà mình chích vaccine là vào tháng 10. Như quý vị thấy ở đây, cái câu hỏi á là lúc nào mà tôi nên chích vaccine? The Verify team works with vetted experts to get you the facts, and in this case, help you to make more educated decisions for yourself and your family. You've probably noticed signs posted at pharmacies and grocery stores letting you know that you could get a flu shot right now. But is now the right time to do it? Let's verify. Is there a time that's best to get the vaccine? Our sources are three practicing physicians, the Centers for Disease Control and Prevention, and the Immunization Action Coalition, or IAC, an educational nonprofit that works with the CDC. The most important thing is to get it when it's available.
Certainly the best time is probably before the end of October. Dr. Stuart Ray, an infectious disease specialist at Johns Hopkins, says that's when the flu season starts to pick up. Our other experts agree. So it's best to get it early enough so that you're protected for the whole season. Not too early, such that it won't last. Đừng có làm trễ quá mà cũng October đừng làm sớm. October is going to be the optimal month to get tốt it. Our researchers check that advice against these charts on the CDC website. They show when flu cases peaked for different age ranges last season. You can see that cases spiked during the end of January and sharply declined at the end of March in each age group. The CDC warns the peak varies year to year, but according to these guidelines released in August, the agency agrees that October is the best month to get vaccinated. The IAC says immunity lasts at least 6 months. So getting a vaccination in July or August may be too early. But our experts say while October is ideal, it's never too late to get the flu shot, even if you've already had the flu. The flu doesn't travel alone. There are multiple flu viruses during the season. So we can verify that yes, that's during the month of October. With your Verify, this is Evan Cosmo. Như quý vị thấy ở đây nè, đây là một cái graph người ta chia sẻ, người ta thống kê các cái độ tuổi khác nhau đó, thì người ta cho thấy rằng là cái điểm cao là trong khoảng là từ tháng 10 cho đến tháng 3 là cái lúc đó là cái thời điểm cao nhất mà người ta bị flu, cho nên nó tốt nhất là mình chích ngay ở khoảng thời gian trước đây là khoảng tháng 10. Nhưng mà đừng có chích sớm quá, tại nếu mình chích sớm quá đó thì cái thời gian của cái vaccine của mình đó, nó sẽ không kéo dài được tới tháng 3. Tại vì người ta nói rằng trung bình là cái vaccine này nó sẽ last khoảng 6 tháng, cho nên mình chích sớm quá thì cũng không nên. Cho nên là tốt nhất là chích vào tháng 10 quý vị nhé. Hy vọng rằng cái bản tin này sẽ giúp được cho quý vị, những ai mà đang đắn đo hoặc là không biết lúc nào mà mình nên chích. Tại vì chính bản thân của chú ngày xưa cũng chẳng biết về cái vấn đề này nữa, cứ hô đi chích là đi chích thôi, cũng chẳng biết là phải nên là tháng mấy nữa. Cho nên hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho quý vị. Rồi bây giờ thì một bản tin nữa liên quan đến là Covid-19 và cũng như là liên quan đến chết chóc một tí xíu. Giống như Rachel đã có chia sẻ ngay từ đầu đó, thì cái bản tin sắp tới đây nó không có liên quan ở Mỹ lắm, nhưng mà Rachel thấy nó hơi bị lạ lạ mà nó cũng... Nó hơi different. Nói chung nó hơi lạ cho nên Rachel muốn chia sẻ cho quý vị. Như quý vị thấy ở đây, 8 người đã từ chối không có đeo khẩu trang và họ bị bắt buộc là phải đào mồ cho những người đã bị tử vong vì cái Covid-19 này, có nghĩa những nạn nhân do cái con dịch 19 này nha. Nhưng mà không phải ở Mỹ, trời ơi, ở Mỹ cái này chắc nó lên báo rầm rầm luôn á. Cái này là ở Indonesia. Thì quý vị thấy ở đây nè, thì có một cái mà người chính quyền ở đó đó, người ta nói rằng á là vì cái nhóm người này họ không có chịu đeo khẩu trang và hy vọng rằng bắt họ làm như vậy thì họ sẽ học được bài học để mà họ hiểu được cái tầm quan trọng để mà họ có thể đeo khẩu trang. Người ta chia sẻ ở đây á, là khi mà cái lúc mà phải đào mộ để chôn những người mà đã qua đời vì nhiễm dịch này á, thì không có đủ người, thiếu họ chỉ có 3 người mà thôi, cho nên ngay lúc đó thì chính quyền có suy nghĩ rằng á, là ồ, để 8 cái người mà bị phạt này vào để cho họ lo cái việc này luôn, để mà họ có thể học được bài học. Thì mỗi cái mộ như vậy đó thì họ sẽ cho là 2 người, và một người sẽ là nhiệm vụ là đào, còn một người khác, partner, thì sẽ để cái bảng cây xuống cái lỗ để mà bỏ cái hòm xuống. Nhưng mà anyway, thì Rachel thấy cái đó nó cũng hơi lạ lạ một tí xíu. Cái đó không biết mà ở Mỹ mà có cái lệnh này ra thì không biết như thế nào nữa à. Đây. Ok, anyway, thì đó là một ít thông tin nhỏ thôi. Rachel không có muốn nói gì nhiều đến mình chết chóc hay cái gì đó. Tách của mình không có thích xem những cái bản tin như thế, cho nên cũng không muốn mang đến cho quý vị. Nhưng mà tự nhiên mình thấy cái luật này nó hơi lạ lạ mà nó cũng hơi tếu một tí xíu, cho nên là mang lên đây để mà chia sẻ và bình luận với quý vị thôi. Rồi bây giờ chúng ta đổi đề tài một tí xíu, liên quan đến là Tổng thống Donald Trump đã như quý vị nhớ là có một cái video Rachel có nói rằng là TikTok hiện bây giờ họ muốn sue chính quyền Hoa Kỳ là tại vì Tổng thống Donald Trump cũng như chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh để mà bắt TikTok là phải bán cái phần TikTok ở nước Mỹ này
cho cái công ty công nghệ ở nước Mỹ, còn nếu không là sẽ bị cấm không có cho người dân ở Mỹ và cũng như là không có cho TikTok tồn tại ở nước Mỹ này. Thì có một cái điều là ngày sáng ngày hôm nay, Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã chính thức công bố là vào ngày Chủ nhật này, có nghĩa là 20 tây tháng 9 sẽ chính thức không có cho người dân tải cái TikTok này về nha. TikTok và WeChat cả hai luôn sẽ không được. Thì Rachel sẽ không có nói sâu xa về cái vấn đề này là tại vì Rachel có làm một cái video khác và bình luận về cái vấn đề của TikTok và tại sao là TikTok lại bị ban như vậy và có những cái ảnh hưởng như thế nào đến Hoa Kỳ và cũng như người dân. Đó, thì Rachel có bình luận riêng, thì quý vị nhớ là xem cái video đó. Có thể là video sẽ lên trong ngày hôm nay nha. Và dĩ nhiên bây giờ thì Rachel sẽ cập nhật tiếp cho quý vị về cái gói hỗ trợ đợt 2, xem nó đã đi đến đâu rồi. Ngày hôm nay thì có một cái điều mà Rachel bắt được cái bản tin đó, đó là ông Steven Mnuchin đã chính thức công bố là bên đảng Cộng Hòa và cũng như chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận. Họ nói là họ willing và họ chấp nhận để có thể là chấp nhận cho cái gói hỗ trợ nó cao lên đến là 1.5 nghìn tỷ. Thì cái chi tiết đó của cái nhóm người thứ ba đưa ra có vài điều trong đó bên chính quyền của Tổng thống Donald Trump không có muốn lắm, nhưng họ nói những cái vấn đề đó nhỏ thôi thì có thể là chỉnh sửa lại, nhưng họ đã willing và họ chấp nhận là họ chịu cho ra cái gói hỗ trợ là 1.5 nghìn tỷ. Bây giờ chỉ có cần chờ ở bên Nancy Pelosi, nếu như bên đó mà chịu và chấp nhận nữa thì người dân mình sẽ có tiền. Nhưng mà dĩ nhiên cái gì cũng vậy, nếu như mà chưa ký, chưa có giấy trắng mực đen thì lại chưa có chắc quý vị nha. Là tại vì cũng có thể là bên đảng Dân Chủ và đặc biệt nữa là bên bà Nancy Pelosi, có thể là người ta vì cái mục đích của chính trị và họ sẽ không có chịu cái gói hỗ trợ này. Là tại vì nếu như mà cái gói hỗ trợ này ra, nó sẽ là một cái lợi rất là lớn cho Tổng thống Donald Trump trong cái việc bầu cử trước tháng 11 này. Bất cứ cái số tiền nào mà cho ra thì Tổng thống Trump cũng lợi hết. Ví dụ như cho 1.200 đi, cái chữ ký là tên của Tổng thống này đó. Còn tiền thất nghiệp, nói chung là mọi thứ thì đều ký, người mà ký cuối cùng ra là Tổng thống Donald Trump. Vì vậy, hy vọng rằng không phải là vì mục đích của chính trị mà bà Nancy Pelosi và cũng như bên đảng Dân Chủ họ quyết định là không có chấp nhận cho ra cái số tiền này với một cái lý do là chưa cho đủ đến 2.2 nghìn tỷ. Nếu mà là cái đó mà là sự thật thì không có được cái số tiền này. Nhưng mà dĩ nhiên là có một cái điều mà cuối cùng mà bà Nancy bà có nói với báo chí đó, bên nhánh Hạ viện họ người ta quyết định, người ta committed là người ta không có đi về nghỉ để mà ở lại để mà đàm phán cho cái gói hỗ trợ này cho xong. Thì hy vọng rằng là bà không có chơi cái chiêu mà người ta gọi là chơi dơ đó, thì hy vọng nó sẽ không có điều đó thì tiền chúng ta sẽ được. Còn nếu như mà bà mà quyết định mà chơi dơ vì cái ghế tổng thống cho ông Joe Biden thì cái đó rất là buồn luôn. Thì không biết là quý vị nghĩ như thế nào, quý vị nghĩ là cái gói hỗ trợ này có được thông qua trước tháng 11 hay không? Hay là quý vị nghĩ là không có? Hãy comment ở dưới đây nhé. Tại hiện bây giờ thật ra luôn, cho dù tổng thống hay là vợ tổng thống, người ta cũng chưa biết chắc là có hay không nữa. Bây giờ thì chỉ có một cái điều mà chúng ta có thể làm được, đó là cập nhật tiếp theo. Nhưng mà anyway thì cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã xem kênh YouTube của Rachel. Và bây giờ thì mình xin được chào tạm biệt. Kính chúc mọi người được một ngày an vui và hạnh phúc. Xin chào. Bye.